Máy khủng long TV xin chân thành cảm ơn món quà của bạn Trần Quang Huy Khôi đã gửi tặng cho kênh, cũng như những đóng góp rất có giá trị về kiến thức của bạn Hiếu Nguyễn trong video lần trước. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Máy khủng long TV không ngừng cải thiện chất lượng nội dung của mình. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Máy khủng long TV. Lại là tôi, Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Là fan khủng long thì ai cũng biết T-Rex là loài khủng long nổi tiếng nhất, nhưng cũng bị body Samsung nhiều nhất, hoặc nói nhẹ hơn một chút là bị kè khịa nhiều nhất. Ngọn nguồn của việc này đều bắt đầu từ đôi chi trước, cũng có thể gọi là đôi tay nhỏ một cách kỳ cục so với phần cơ thể cũng như cái đầu khổng lồ của chúng. Từ những hình chế trên mạng cho đến những bài hát thiếu nhi về T-Rex, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những pha kè khịa đôi tay của T-Rex đến từ vị trí của các human. Tuy nhiên, liệu tay của T-Rex có phải là đôi tay hài hước và đáng bị kè khịa nhất thế giới khủng long hay chưa? Câu trả lời rất có thể là chưa, bởi ngoài T-Rex, trong thế giới khủng long còn có những con khủng long khác sở hữu chi trước cũng lạ lùng và kỳ cục không kém, đương nhiên là từ góc nhìn con người. Còn về bản chất thì có thể chúng vẫn là những bộ phận hữu dụng đối với con khủng long, dù đa phần chúng ta vẫn chưa thật sự rõ công dụng của chúng là gì, cũng như cụ thể cách chúng sử dụng chi trước trên thực tế. Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV khám phá 5 loài khủng long có chi trước lạ lùng không kém gì T-Rex. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Xin lưu ý để các bạn cùng rõ, sự kỳ dị trong video ngày hôm nay được mô tả dưới góc nhìn của con người và chỉ là cảm nhận về ngoại hình chứ không ngụ ý rằng đó là sự bất hợp lý của quá trình tiến hóa. Nếu cái gì đó không hợp lý, chắc chắn nó sẽ không thể tồn tại. Số 1. Tarbosaurus bata. Trước hết, chúng ta cần biết rằng T-Rex không hề cô đơn. Nó có cả một dòng họ khủng long của riêng mình với danh pháp tiếng Anh là Tyrannosauridae, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là họ bạo long. Và trong dòng họ này, nếu xét về tỷ lệ kích thước giữa cánh tay so với cơ thể, T-Rex cũng không phải là loài khủng long có cánh tay nhỏ nhất. Danh hiệu này được nhiều nhà khoa học cho là thuộc về Tarbosaurus bata, loài khủng long hùng mạnh đến từ Mông Cổ mà Mê Khủng Long TV đã có dịp đề cập trong video trước. Như các loài khác trong họ bọ long, Tarbosaurus sở hữu cặp chi trước nhỏ đến nỗi một số nhà cổ sinh vật học nghĩ rằng cặp chi này đã bị tiêu giảm đến mức vô dụng trong quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây khẳng định rằng cặp chi trước của các loài bạo long vẫn có công dụng nhất định, đủ mạnh để nâng được khối lượng lớn. Chúng chỉ nhỏ đi như một đặc điểm thích nghi thứ cấp, làm giảm nguy cơ những con bạo long khổng lồ như T-Rex hay Tarbosaurus bata ngoạm đứt tay nhau trong lúc ăn mồi. Không chỉ nhỏ hơn về mặt tỷ lệ, cặp chi trước của Tarbosaurus bata còn lạ lùng hơn T-Rex ở chỗ xương bàn tay số 3 teo nhỏ hơn và hợp nhất với ngón số 2, dù chưa biến mất hẳn. Trong khi đó, ở T-Rex, xương bàn tay số 3 vẫn còn tách biệt chứ chưa hợp nhất với ngón số 2. Điều đó có nghĩa là trong khi T-Rex vẫn còn dấu vết của ngón thứ 3 trên bàn tay khá rõ rệt, thì Tarbosaurus bata gần như đã không còn sự hiện diện của ngón này. Số 2. Cagnotaurus sastrae. Cần biết rằng xu hướng chi trước bị thu nhỏ và ngày càng trở nên ít hữu dụng trong đời sống không chỉ xuất hiện ở T-Rex và những loài cùng họ của nó, mà xu hướng này còn xuất hiện ở ít nhất 3 nhóm khủng long khác là Abelisauridae, Alvarezsauridae và Cacherodontosauridae. Nếu bạn đã từng xem loạt phim tài liệu cổ sinh đình đám của Apple TV Plus là Hành tinh thời tiền sử mùa 1, dám cá một trong những cảnh khiến bạn ấn tượng nhất chính là màn nhảy tán gái giữa rừng của anh bạn khủng long có thể coi là gương mặt ưu tú, đại diện cho dòng họ Abelisauridae, đó là Cagnotaurus sastrae. Ấn tượng của màn nhảy nhót này không chỉ là vũ điệu mà còn là đôi tay ngắn cún cỡn, giống như có mặt chưa đủ tứ chi thôi vậy. Xét trong số các loài khủng long ăn thịt thì đây là đôi tay ngắn nhất về mặt tỷ lệ so với cơ thể. Nó không có xương cổ tay, đồng nghĩa với việc các xương bàn tay gắn trực tiếp vào cẳng tay. Mặc dù bàn tay có cấu trúc 4 ngón nhưng chỉ có 2 ngón giữa là có xương ngón tay, trong khi đó ở 2 ngón còn lại chỉ có xương bàn tay. Xương bàn tay của ngón thứ 4 lại dài bất thường và chúng dường như không có cái móng vuốt nào, cho thấy cặp chi trước này có thể còn vô dụng hơn cả chi trước của T-Rex. Một nghiên cứu vào năm 2009 thậm chí còn khẳng định các chi trước của các Cagnotaurus cũng như các loài cùng họ Abelisauridae thật sự đã tiêu giảm bởi các sợi thần kinh chịu trách nhiệm truyền tải tín hiệu kích thích đã thu nhỏ tới mức chỉ thấy ở đà điểu emu và chim kiwi ngày nay. Những loài chim cũng có chi trước tiêu giảm. Dù sao thì vẫn còn múa được để tán gái thì cũng không đến nỗi nào, vẫn có chỗ để xài. Nhưng thế mà nghe nói tới free hug thì thôi, Cagnotaurus thì chạy trước. Số 3. Mononychus olecranus. Nếu các bạn thấy cái tên này quen thì xin mời quay trở lại với video Top 10 khủng long bạn sẽ muốn nhận làm boss nếu chưa tuyệt chủng phần 2. Với kích thước nhỏ nhắn, thân mình phủ đầy lông vũ, trông Mononychus có vẻ là một em pet đầy tiềm năng cho những ai yêu thích khủng long. Nhưng bạn sẽ phải lưu ý đến cặp chi trước có phần lạ lùng của em khủng long này.
Chúng siêu ngắn và phần bàn tay chỉ còn giữ lại duy nhất một ngón có gắn một cái móng vuốt tương đối dài và to. Chính vì thế nó mới có tên chỉ là Monodicus, nghĩa đen có nghĩa là một ngón. Bạn hoàn toàn có thể gọi con khủng long này bằng biệt danh long một ngón nghe cho ngầu. Trên thực tế thì đây không phải là đặc điểm chỉ Monodicus mới có, mà còn hiện diện ở những chỉ khủng long khác thuộc nhóm Monodicini, họ Alvarezsauridae. Bản thân họ Alvarezsauridae cũng gồm những loài khủng long có chi trước ngắn, nhưng được đánh giá là mạnh mẽ so với ngoại hình của chúng và chuyên biệt hóa trong một hoạt động nhất định. Nhiều khả năng là để phá vỡ những tổ mối, để những con khủng long này sử dụng cái lưỡi dài của chúng bắt mồi bên trong giống như thú ăn kiến ngày nay vậy. Số 4. Iguanodon bernicastensis. Tất nhiên là trong danh sách lần này chúng ta không chỉ cà khịa những con khủng long có chi trước nhỏ xíu. Những con khủng long có chi trước kỳ lạ cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của Dinomentoi, và một trong số đó chính là Iguanodon. Iguanodon cũng là một trong những chi khủng long đầu tiên được xác định cùng với Megalosaurus và Hylaeosaurus vào thế kỷ 19. Một trong những đặc điểm thú vị nhất của Iguanodon chính là phần bàn tay của chi trước với ngón cái to bất thường với một cái móng vuốt sắc nhọn. Đặc điểm lạ lùng này thậm chí còn khiến các nhà cổ sinh vật học lúc đầu nhầm nó với một cái sừng trên mũi như hình phục dựng ban đầu của chi khủng long này thể hiện. Cho đến nay, các nhà cổ sinh vật học vẫn khá đau đầu khi tìm cách lý giải công dụng của cái ngón cái này. Một số tin rằng nó được dùng để chống lại động vật săn mồi như cái con Iguanodon bóp cổ con Baryonyx trong một bức tranh minh họa lỗi thời, hoặc là công cụ để ăn hạt cứng của trái cây. Thậm chí có người còn tin rằng nó có chứa tuyến nọc độc, nhưng giả thuyết này đã nhanh chóng bị bác bỏ vì móng vuốt của Iguanodon cũng không rỗng hay có ránh để dẫn nọc độc. Chính ngón tay thú vị này đã biến Iguanodon thành một biểu tượng trên mạng, bởi chúng nó rất giống hành động giơ ngón cái như trong biểu tượng like của mạng xã hội Facebook. Kiểu như, dù cả thế giới có quay lưng với bạn, có dislike bạn như thế nào thì vẫn có Iguanodon cho bạn một like. Bạn còn chờ gì nữa mà không like cho Iguanodon? Số 5. Therizinosaurus chelonformis. Ở một khía cạnh có phần trái ngược với T-Rex, có những loài khủng long đã có phần chi trước phát triển một cách hơi quá khổ, đặc biệt là phần móng vuốt. Một trong những cái tên tiêu biểu của xu hướng này chính là Therizinosaurus chelonformis, mà ta có thể tạm dịch là khủng long lưỡi hái. Điểm đặc trưng của loài khủng long này chính là những chiếc móng vuốt có chiều dài như các thanh kiếm Nhật, đồng thời nhìn cũng rất sắc nhọn, trông chúng như những vũ khí khủng khiếp chuyên dùng để đâm chém vậy. Có lẽ vì ấn tượng này mà nhiều người tin rằng móng vuốt của Therizinosaurus được dùng vào việc tự vệ hay thậm chí là chủ động tấn công kẻ thù như những gì chúng ta thấy trong màn Final Battle của Jurassic World 3. Bằng những cái vuốt sắc nhọn của mình thì Therizinosaurus đã biến siêu khủng long ăn thịt Giganotosaurus thành một cái bánh donut nhiều lỗ sau cú đẩy của T-Rex. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới đây thì các nhà khoa học đã tiết lộ điều kỳ lạ về những móng vuốt của Therizinosaurus. Họ cho rằng dù hầm hố là thế nhưng thực chất thì những chiếc móng vuốt này có khả năng chịu lực rất kém và hoàn toàn có thể gãy đôi nếu đâm phải vật cứng như lớp da dày của một con khủng long khác. Họ tin rằng những cái móng vuốt này hầu như chỉ có công dụng là giúp con khủng long níu cành cao xuống để ăn lá, để phô trương về bán bản tình khi đến mùa sinh sản, hoặc để thực hiện những màn dance battle nhằm tranh giành quyền giao phối giữa các con đực với nhau. Nghiên cứu này đã gây ra nỗi thất vọng nho nhỏ cho những ai là fan của Therizinosaurus. Nhưng xin cũng chớ có buồn quá, bởi ít ra việc có một đôi tay đủ dài cũng còn giúp Therizinosaurus đỡ bị cà khịa ăn cặp chi trước ngắn tũn của T-Rex. Vâng, thay vì đam mê cà khịa chi trước của T-Rex thì hãy cân nhắc 5 cái tên kể trên như những đối tượng thay thế tiềm năng. Tuy nhiên cũng xin một lần nữa nhắc lại rằng, cánh tay thu nhỏ của T-Rex hay những loài có đặc điểm tương tự là một kết quả của quá trình tiến hóa và chúng có sự hợp lý riêng. Trên thực tế thì xu hướng này thậm chí khá phổ biến ở khủng long cũng như đã đề cập, và thậm chí còn trở lại ở những hậu duệ của khủng long, tức là chim. Nhiều loài chim có đôi cánh bị thu nhỏ vì chúng trở nên quá to lớn để bay, đồng thời không gặp kẻ săn mồi tương xứng. Thậm chí có những loài tiến hóa đến mức chi trước gần như không còn như các loài chim hoa, vì chúng không cần bay và cũng đã có cái mỏ quá đối linh hoạt để sử dụng thay cho chi trước. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video của Mê Khủng Long TV hay và thú vị thì đừng quên đăng ký cũng như theo dõi để nhận được thông báo về các video mới trong tương lai các bạn nhé. Ngoài việc theo dõi nội dung của Mê Khủng Long TV trên YouTube, các bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như TikTok hay trang Facebook Mê Khủng Long TV để trải nghiệm tất cả các nội dung dưới mọi định dạng. Và cũng đừng quên là chúng tôi vừa khai trương một kênh riêng dành cho các nội dung video ngắn có tên là Mê Khủng Long Shorts, để mọi người có thể theo dõi các nội dung có thời lượng 1 phút như chúng tôi từng đăng tải trên kênh này trước đây. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.